Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Và hôm nay thì tình cờ rất là thú vị là em Hoàng có một cái đơn hàng của một anh khách nước ngoài mọi người nhé. Đấy, anh khách tên là anh Dũng và đây là cái voucher của em để em gửi cho anh khách này. Thì đối với những sản phẩm khi mà mọi người mua hàng tại cửa hàng Bảo Tín Audio thì em Hoàng hay có gửi kèm một cái phần quà nhỏ nhỏ là cái voucher này cho mọi người. Cái voucher này thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái giá thành tốt hơn khi chúng ta quay lại mua những cái sản phẩm tiếp theo tại cửa hàng Bảo Tín Audio, và giá trị của nó có thể lên đến là 500 ngàn cho đến 1 triệu mọi người nhé. Đấy, ngoài ra thì em Hoàng sẽ có một cái hóa đơn cho anh khách của em, và đây là sản phẩm Evosolo DMP-A6 phiên bản Master Edition mọi người nhé, hay chúng ta hay gọi là A6 Master. Vậy thì sản phẩm này có một cái điều gì thú vị thì anh khách của em thì tiếp cận Bảo Tín cũng như là nhắn tin với em với cái nhu cầu sử dụng, thì sau khi mà em có nắm bắt được cái trải nghiệm của anh khách, nhu cầu mà anh muốn hướng đến hay là cái cấu hình bộ dàn của anh, thì em có tư vấn cho anh là cái sản phẩm Evosolo A6 Master này. Thì thật ra là hai anh em nói chuyện với nhau rồi làm việc với nhau thì dựa trên cái tinh thần là tin tưởng nhau là chính thôi, bởi vì anh ở bên nước ngoài mà. Và tại sao em lại gửi hàng cho anh được thì mọi người nếu mà băn khoăn quá thì thật ra là em cũng chưa có điều kiện để gửi hàng được ra nước ngoài. Tuy nhiên thì đây là em có gửi cho người thân, và khi nào mà có người thân sang bên nước ngoài thì sẽ cầm qua cho anh ý. Vì vậy nên là đây không phải là lần đầu mà em có những anh khách từ nước ngoài, mà em có rất là nhiều rồi mọi người nhé. Thì tiện đây thì em quay video cho mọi người luôn. Đây là Evosolo DMP-A6 và em đã quay video số series của sản phẩm này rồi. Đấy, em cũng sẽ công khai số series luôn cho mọi người nhé. Đấy. Sản phẩm này thì em sẽ bóc tem này và quay video cho anh để cam kết với anh. Thứ nhất là sản phẩm khi mà em Hoàng gửi đến cho anh là sản phẩm mới đang còn nguyên siêu trong ni lông, em có gọi video cho anh rồi. Đấy. Cái thứ hai là anh có nhờ em mua một cái ổ cứng đấy để em bỏ vào trong cái Evosolo DMP-A6 Master, sau đó là set up, quét nhạc rồi đóng gói mới gửi cho người thân của anh. Tức là em sẽ cài đặt sẵn hết tất cả mọi thứ và anh nhận hàng chỉ việc dùng thôi. Và vì đi nước ngoài nên là chắc chắn chúng ta sẽ phải có một cái kiểm tra rất là cẩn thận và chi tiết, cũng như là đảm bảo khi mà gửi sang bên đấy rồi là sản phẩm sẽ phải hoạt động trơn tru, dùng một cách rất là ngon lành. Thì nếu chẳng may nó có vấn đề trục trặc thì đổi trả nó khó hơn Việt Nam rất rất là nhiều, và cái chi phí mà chúng ta phải bảo hành nó cũng rất là tốn kém. Nên là những khách hàng ở bên nước ngoài em Hoàng sẽ phải đích thân test kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng là chúng ta có một cái trải nghiệm tốt từ Bảo Tín Audio mọi người nhé. Đấy, thôi không có rôm ra quá thì bây giờ em sẽ bóc cái siêu ni lông của sản phẩm này này. Đó, chúng ta sẽ bóc siêu. Đây là cái anh khách cũng có rất là tin tưởng Bảo Tín. Thật ra thì khi mà đặt hàng online như thế này thì với những khách hàng mà ở bên nước ngoài ấy, mà đã có cái sự tin tưởng cho mình như vậy thì mình cũng rất là vui mọi người ạ. Rất rất là vui, và sẽ cố gắng là làm sao để cho anh khách bên em có một cái trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm, hoặc là về cái cách mà bên em hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng Bảo Tín Audio. Về cơ bản về những thiết bị âm thanh này thì đa phần chúng ta sẽ đến với nhau bằng cái đam mê nghe nhạc là nhiều. Nhiều khi có những cái vấn đề nó còn vượt xa cả giá trị giữa người mua và người bán. Em có những anh khách rảnh rỗi là chạy qua cửa hàng để nghe nhạc và qua để nói chuyện, có thể trao đổi với nhau. Không phải lúc nào mình cũng là một người có thể đem lại cho khách hàng những kiến thức về âm thanh mọi người nhé. Em có những anh, những chú kiến thức audio thậm chí còn vượt xa hơn rất là nhiều. Thứ nhất là về cách chơi, thứ hai là về cái khả năng cảm nhận âm thanh. Đấy, sẽ có những đôi tai gạo cội từ những chú khách mà những người trẻ như em không thể nào có được. Đấy là cái mà chúng ta phải chia sẻ thật lòng. Nên là nhiều khi mình là người bán hàng cũng phải đặt vị trí của khách hàng lên hàng đầu thì chúng ta mới có một cái trải nghiệm tốt được. Đấy. Khi mà chúng ta unbox một cái sản phẩm Evosolo thì mọi người sẽ biết là bên trong sẽ có những gì. Chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn này. Đấy. Và một cái catalog từ nhà sản xuất Evosolo. Đó, bên trong thì sẽ được đặt rất là ngay ngắn với những cái hộp đựng phụ kiện ở bên này. Và bên trong sẽ là máy được bọc một cái túi rất là đẹp. Mọi người thấy thiết kế của Evosolo
cực kỳ là công nghệ và rất là chuyên nghiệp. Ngay từ cái hình thức đóng gói thì chúng ta mở ra cũng đã chúng ta cũng đã rất là thích rồi. Đấy, bên trong thì chúng ta sẽ có là dây nguồn, dây USB, một cái tu vít nhỏ. Cái tu vít nhỏ này để chúng ta sẽ mở cái chiếc ốc ở dưới cái thân máy, dưới cái gầm của máy để chúng ta cài ổ cứng vào đấy. Và chúng ta chỉ làm mở cái con ốc đấy ra thì chúng ta chỉ có mỗi cái thao tác là gắn ổ cứng vào đấy được thôi. Ngoài ra chúng ta không thể can thiệp vào cái liên mạch của chiếc Eversolo này. Nên là mọi người yên tâm là với con ốc này chúng ta chỉ làm duy nhất được một tính năng đấy thôi. Đây là dây USB theo máy, thấy mọi người thấy không? Dây USB theo máy khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng DAC ở trong phân khúc. Đây là dây nguồn để chúng ta kết nối. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một máy được đặt trong một cái hộp rất là đẹp, rất là trang trọng như thế này. Đó. Và Eversolo thì tại cửa hàng Bảo Tín Audio là nhập khẩu chính hãng mọi người nhé. Bên em là nhập khẩu chính hãng, có thể xuất được hóa đơn đỏ, hóa đơn VAT nếu mọi người có yêu cầu. Đấy. Và đương nhiên khi chúng ta xuất hóa đơn VAT thì cái giá thành nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng còn nếu khi mà chúng ta không xuất VAT hay là có xuất VAT thì em Hoàng sẽ cam kết với mọi người giá cả bên em là một cái mức giá tốt nhất Việt Nam mà mọi người có thể tiếp cận được. Nếu mọi người băn khoăn, mọi người có thể là tham khảo các đại lý tại Việt Nam. Đấy, nếu mọi người thấy giá cả chính sách bán hàng của bên em tốt, hậu mãi tốt thì mọi người quay lại ủng hộ em Hoàng cũng được, không sao cả mọi người nhé. Và đương nhiên là khi mọi người có những cái trao đổi với em thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần thêm những cái thông tin ngoài cái sản phẩm này. Ví dụ như là nhu cầu sử dụng ra làm sao, bộ dàn như thế nào và chúng ta có khai thác được hết nó hay không. Bởi vì những dòng DAC công nghệ này nó có rất nhiều tính năng. Nếu chúng ta không khai thác được khoảng 60-70% tính năng của nó thì chúng ta không nên mua mọi người nhé. Đó. Đây là Eversolo DMBA6 Master Edition. Bây giờ thì em Hoàng xin phép sẽ đặt thiết bị này lên kệ, bật nguồn điện và sau đó là chúng ta sẽ cùng thao tác với cái ổ cứng. À, em quên mất là bây giờ em Hoàng sẽ tháo này, mọi người nhìn không? Nhìn thấy không ạ? Chúng ta có một con ốc ở phía dưới này và chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là chúng ta sẽ đưa cái ổ cứng. Đấy, đưa cái ổ cứng và đây là cái đốc ổ cứng nhé, chúng ta sẽ phải tháo ra đã. Thì bây giờ em sẽ tháo cái ổ cứng ra trước. Và ổ cứng ở bên dưới thì chúng ta sẽ gắn ổ dạng M2. Ngoài ra nếu không thích thì mọi người có thể là gắn ổ cứng rời ở phía dưới này. Nhưng mà anh khách của em là muốn cẩn thận hơn, gắn ở dạng M2. Thứ nhất là cái ổ cứng M2 nó là dạng SSD thì cái đường truyền tín hiệu nó nhanh hơn và cái khả năng xử lý nhiễu của nó tốt hơn, tốc độ loát của nó cũng tốt hơn nữa. Cái thứ hai là với cái dạng ổ cứng mà gắn ở bên dưới thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta một cái độ bền cao hơn. Đấy, tại vì là chúng ta sẽ ít phải tháo rút mà mọi người. Chúng ta sẽ ít phải tháo rút ra nhé. Nên là chúng ta sẽ để ở phía dưới thì nó sẽ cho chúng ta cái hiệu quả tốt. Bây giờ em Hoàng sẽ tháo ra này. À, khi chúng ta tháo cái đốc như này thì cái con ốc của nó khá là nhỏ nên mọi người tháo rất là nhẹ nhàng nhé. Đấy. Đây là ổ SSD Kingston mà bên em đã có chuẩn bị cho anh khách. Và những cái ổ như thế này thì bên em sẽ không phải là một đại lý lớn. Bọn em chỉ làm về đầu giải mã và làm về những thiết bị liên quan đến âm thanh thôi. Còn nếu ổ cứng thì bên em sẽ có thể sẽ không có giá tốt được như các bên khác, các bên chuyên về bán ổ cứng. Nên mọi người cũng cân đối cho em vấn đề này. Nếu mọi người băn khoăn về giá, mọi người có thể là đặt ổ cứng ở những đơn vị đấy, mọi người gửi qua cho em Hoàng. Em Hoàng copy miễn phí. Đấy, khi mọi người mua sản phẩm DAC. Còn nếu như mọi người mua sản phẩm bên em mà có nhu cầu mua ổ cứng thì bên em cũng là ổ cứng mới và sẽ cóp cho mọi người. Bảo hành vẫn sẽ là 12 tháng mọi người nhé. Đó. Đó là vấn đề về ổ cứng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến cái phần cách lắp đặt ổ cứng vào. Lắp đặt ổ cứng thì rất là đơn giản và rất là dễ đúng không ạ? Giờ em sẽ có một cái tu vít sẵn theo máy này. Mọi người sẽ tháo cái này ra cho em nha. Chúng ta sẽ tháo cái ốc vít ở phía sau ra. Cách tháo thì chắc là ai cũng biết tháo rồi đúng không ạ? Tháo rất là dễ. Sau đó chúng ta đặt gọn cái nắp sang một bên. Đó mọi người thấy không? Chúng ta sẽ không thao tác được nhiều lên mạch của Eversolo đâu. Gần như là khi chúng ta tháo con ốc này ra thì chúng ta chỉ có là đặt cái ổ cứng này vào thôi. Đó, chúng ta chỉ có thể đặt cái ổ cứng này vào thôi. Mọi người đợi em một chút, em sẽ tìm cái vị trí để em đặt cái ổ cứng này vào. Đó, chúng ta sẽ gắn thật chặt mọi người nhé. Sau đó chúng ta sẽ rút cái càng bảo vệ của nó ra đây này. Đó. Chúng ta sẽ rút cái càng bảo vệ của Ever ra. Sau đó chúng ta gắn lại. Rút ra chưa? Ta gắn ổ cứng, mọi người lưu ý là ấn ổ cứng thật chặt để ổ cứng sát chân.
Sau đó chúng ta sẽ ấn cái càng giữ lại và chúng ta xoay về phía này. Đó, như vậy là Eversolo đã hoàn toàn được ghim cái ổ cứng này vào. Trông thì cái ổ cứng có vẻ sơ sài nhưng thật ra ổ cứng này rất đắt mọi người nhé. Ổ cứng này nếu mà SSD chính hãng của Kingston, giá của nó sẽ dao động từ 1 triệu 7 trở lên, hoặc là 1 triệu 5 đến 1 triệu 7 trên thị trường. Còn nếu mọi người dùng ổ cứng 2T, 3T, 4T thì dung lượng, chất lượng và cái giá thành nó còn cao hơn nữa mọi người nhé. Đó, đó là ổ cứng. Sau khi chúng ta gắn ổ cứng vào rồi thì mọi người có thể là đậy cái nắp lại. Đó, chúng ta sẽ thao tác bằng cách là chúng ta sẽ đậy cái nắp lại và chúng ta vặn ốc vít thôi. Đấy, mọi người lưu ý là để con vít làm sao cho nó bám sát và sau đó chúng ta vặn xuống là được. Gần như là các cái thao tác đều sẽ có khớp gen hết rồi nên là mọi người sẽ vặn rất là dễ, rất là đơn giản. Và những cái thao tác này mọi người lưu ý là nó không cần phải dùng lực quá mạnh. Chúng ta nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thao tác, bởi vì khi chúng ta dùng lực quá mạnh, nhỡ tuột tay mà cái đầu con tu vít này mà quẹt vào thân máy là sẽ bị chảy. Và khi mà sản phẩm bị chảy xấu đi rồi thì sau này chúng ta có thanh khoản đi thì nó cũng sẽ phí hơn rất là nhiều mọi người nhé. Đấy, chúng ta thấy là thiết kế mặt sau rất là đẹp. Đấy, series máy cụ thể. Bây giờ em sẽ đưa lên bộ dàn và sau đó quét nhạc. Quét nhạc, hướng dẫn mọi người cách quét nhạc rồi chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái chất lượng âm thanh của Eversolo DMB A6 Master mọi người nhé. Đó, đây là em Hoàng đã kết nối cái nguồn điện vào rồi. Thì sau đó thì em sẽ bật công tắc phía sau này. Và chúng ta sẽ kết nối nguồn bằng cách chúng ta ấn giữ vào cái nút nguồn. Và nó sẽ hiện lên một cái vòng tròn sáng màu vàng và sẽ hiện lên là Eversolo. Rất là xin lỗi mọi người vì là đây là sản phẩm mới của khách bên em nên là em không bóc được cái ni lông này ra để mọi người nhìn nó cho nó rõ hơn. Thì mọi người chịu khó giúp em nhé. Thì em muốn là để nguyên cái màn hình này để cho khách hàng của bên em thì sẽ tự bóc nếu có nhu cầu. Còn nếu không thì có thể để đấy nó mới cũng được. Đó. Sau khi mà chúng ta kết nối xong thì mọi người có thể là nhìn thấy là một cái giao diện rất là đẹp. Đấy, đây là cái trang chủ này. Đó. À, chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên thì em nghĩ là chúng ta sẽ kết nối wifi trước đi nha mọi người nhé. Mặc dù nếu chúng ta quét ổ cứng thì chúng ta sẽ không cần dùng wifi. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ kết wifi để lát nữa sẽ hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta chọn nhạc. Thì đầu tiên thì em sẽ bấm vào network này, chọn wifi này. Đó, thì wifi của nhà em là B706 5G thì em sẽ kết nối. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào. Đấy. Nó là 706 51. Đấy, kết nối rất là tiện. Mặc dù nó bị vướng cái màn Meka che cái màn hình nhưng mà chúng ta vẫn thao tác rất là mượt với cái hiệu năng này. Đấy, sau đó ta sẽ quay trở lại và bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất. Nó sẽ hiện chữ update thì mọi người có thể cancel đi. Đây là phần file này. Khi chúng ta kết nối ổ cứng vào rồi thì mọi người sẽ phải chọn cho em là phần file. Đó. Chọn phần file. Đó, thì bây giờ ở đây sẽ hiện lên là một cái bộ nhớ trong này. Và cái ổ của em là ổ 1T. Sau khi kết nối thì em đã có ghi là ổ của anh khách, thì em sẽ ghi là ổ khách ở đây. Thì mọi người sẽ chọn vào ổ khách. Và bên trong cái ổ này đã có rất là nhiều rồi nhá. Rất là nhiều các cái file nhạc mà em góp sẵn cho khách để khách hàng bên em có thể trải nghiệm rồi. Đó, mọi người thấy không? Toàn bộ rất là nhiều, đa dạng. Vì anh khách của em nghe đa dạng thể loại nên em sẽ góp rất là nhiều nhạc. Đó, và cái góp này thì nó là miễn phí mọi người nhá. Nên em không có tính bất kỳ một chi phí nào về góp nhạc cho khách. Đó. Sau đó ta quay trở lại, ta vào cho em phần music. Đấy, vào phần music. Sau đó nếu như mà mọi người muốn điều khiển Eversolo một cách dễ dàng hơn thì mọi người add. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều cái thư mục, mọi người có thể chọn trực tiếp vào ổ cứng để chúng ta quét từng cái phần chúng ta tải vào ổ cứng. Chúng ta quét thư mục lẻ trước cũng được. Còn nếu như mọi người không thích quét thư mục lẻ, ở đây là quét thư mục lẻ này. Ví dụ mọi người muốn quét thư mục nào trước để nghe trước thì chúng ta sẽ quét trước. Đó, có một điều rất là hay đó là với Eversolo thì chúng ta hoàn toàn có thể là add toàn bộ ổ cứng. Chúng ta quét toàn bộ ổ cứng hoặc chúng ta đơn giản chỉ là quét một thư mục trong cái ổ cứng đấy thôi. Hoặc là quét một ca sĩ trong cái ổ cứng đấy thôi. Đấy, rất là thú vị. Và chúng ta làm cái điều này rất là dễ. Và Eversolo còn hay ở chỗ là trong cái thời gian mà chúng ta quét nhạc, có nghĩa là quét được bài nào là chúng ta đã có thể nghe được những bài đấy rồi, chứ không bắt buộc so với một số dòng server khác là phải quét xong toàn bộ thì ta mới sử dụng được. Còn Eversolo là trong thời gian quét ta hoàn toàn có thể sử dụng được luôn.
Điều này rất là hay, bởi vì trong cái thời gian chờ đợi quét nhạc, ta vẫn có thể nghe nhạc mà chúng ta mong muốn. Chúng ta vẫn có thể là nghe nhạc chúng ta thích. Album nào thích nghe thì quét trước, chưa thích nghe thì quét sau. Đấy. Và em Hoàng mất 18 phút để quét được một cái ổ cứng 1T. Còn với ổ cứng dung lượng 2T thì đương nhiên là cái mức thời gian thì nó sẽ lâu hơn. Đấy, và sau khi quét xong thì mọi người thấy là em sẽ không cần phải truy cập vào file này để em chọn bài nữa. Đấy, mà em chỉ cần truy cập vào phần music là nó đã có sẵn tất cả của em rồi. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, nó có tìm kiếm theo thể loại, theo album, đấy, theo ca khúc. Rất là tiện này, mọi người nhìn này. Đấy, track này, theo bài hát này. Đấy, được chưa? Theo ca sĩ này. Đấy, rất là tiện lợi đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm theo bất kỳ ca sĩ nào. Sẽ có hình ảnh của ca sĩ nổi bật hiện lên để ta nhìn, ta chọn. Hay là chúng ta tìm theo album. Đấy, các cái album đều có hiển thị hết cho chúng ta. Chúng ta sẽ có tất cả các album mà chúng ta muốn thao tác, rất là tiện. Mọi người có thể thao tác trên điện thoại cũng được, hoặc là nếu không thì ta thao tác trực tiếp trên máy. Đó, đây là cái album của tôi này. Với cái album của tôi này thì mọi người có thể là chọn những cái bài hát mà mình yêu thích, sau đó là ta chọn thả tim nó và chọn làm cái bài hát yêu thích của chúng ta. Đó. Còn đây là gợi ý. Đấy, mọi người thấy không? Rất là tiện đúng không ạ? Đó, bây giờ thì em sẽ cùng mọi người trải nghiệm cái khả năng tái tạo âm thanh của cái thiết bị này mọi người nhé. Và sau đó thì em sẽ xin phép là kiểm tra thêm một số tính năng cẩn thận rồi đóng gói, sau đó gửi cho anh khách của em mọi người ạ. Và bây giờ thì em Hoàng sẽ cùng mọi người trải nghiệm cái khả năng tái tạo âm thanh của nó nhé. Ta sẽ sử dụng điện thoại để ta truy cập và ta chọn các cái file nhạc mà lúc nãy ta vừa quét vào trong máy rồi. Mọi người sẽ truy cập vào ứng dụng Eversolo. Đó, Eversolo Control có sẵn ở trên màn hình. Thì em Hoàng sẽ click vào đây. Đấy, click vào ứng dụng. Thì mọi người hoàn toàn có thể tải ứng dụng này ở trên cái điện thoại của chúng ta nhé. Không cần phải đổi mã vùng hay gì cả, bởi vì Việt Nam chúng ta được cấp phép sử dụng. Dễ dàng như là chúng ta tải Zalo hay là chúng ta tải Facebook thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ kết nối. Ở đây thì sẽ có là kết nối, thì mọi người hãy chọn là A6 nhé. Chọn cho em là A6. Đây, sau đó chúng ta bấm Next để cho nó đấy, và hiện lên A6 Master Edition thì mọi người bấm kết nối. Như vậy là chúng ta đã có thể là kết nối xong rồi. Sau đó thì mọi người chọn vào thôi. Đấy. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ thứ nhất là ta sẽ chọn đầu ra đầu vào này. Đấy, mọi người thấy chưa? Chọn đầu ra đầu vào này. Đó. Chúng ta có thể tăng âm lượng cho thiết bị này. Thiết bị đã tăng hết cỡ âm lượng thì mọi người sẽ chọn nhạc, và ta sẽ chọn ở phần music mà lúc nãy em Hoàng có hướng dẫn mọi người. Thì chọn vào music. Reload này. Đấy, chọn vào music nhé. Album. Đó, em đã có hết sẵn vào đây rồi, ca sĩ này. Đấy. Rất là tiện đúng không ạ? Trữ tình Việt Nam, nhạc gia, nhạc trẻ, tất cả mọi thứ đều hiển thị rất là rõ ràng. Thơ mục này. Đấy, mọi người thấy không? Tất cả đều sẽ được có sẵn hết và chúng ta chỉ cần thao tác thôi. Đấy, mọi người hãy chọn theo album chẳng hạn. Ở đây thì sẽ có các cái album của ca sĩ, thì em sẽ chọn một cái album bất kỳ nhé. Một cái album nhạc vàng trữ tình chẳng hạn. Hay là một cái album acoustic của Mộc San đi. Đấy, thì mọi người hãy chọn vào đây. Chọn đêm tiếp sau.
để cuộc đời đỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây tôi nước trôi. Và dạ vâng, vừa rồi là em Hoàng đã cùng mọi người trải nghiệm cái khả năng xử lý, khả năng tái tạo âm thanh của Eversolo DMBA6 Master. Thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái tính năng đầu cứng mà em vừa mới chia sẻ cùng mọi người thì chúng ta có rất nhiều tính năng khác ở trên Eversolo, ví dụ như là stream nhạc trực tuyến này. Ở đây thì mọi người hoàn toàn có thể là streaming từ rất nhiều cái ứng dụng khác nhau. Em xin lỗi để em sẽ kết nối lại wifi như lúc nãy đã. Chúng ta sẽ kết nối lại wifi vì lúc nãy em đã tắt đi rồi để em quét nhạc cho nó nhanh. Đó, ta sẽ bật lại wifi. Và khi có wifi thì mọi người có thể stream. Thì gần như đây là một cái ứng dụng mà giúp cho mọi người có cái công nghệ stream cực kỳ hiện đại và tiên tiến nhất mà chúng ta có thể thấy trên thị trường hiện nay. Đó, từ những cái ứng dụng, rất là nhiều ứng dụng stream nhạc. Mọi người hoặc chỉ cần bấm nút tải về thôi là được nhé. Ví dụ ở đây có Apple Music này, Spotify này. Mọi người cứ bấm tải là nó sẽ tự động thao tác tải về cho chúng ta và tải về rất là nhanh. Đó, đấy là cái tính năng stream. Ngoài ra thì ở đây có thể chọn đầu ra đầu vào trên thiết bị này. Đó, chọn đầu vào này, chọn đầu ra này. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là cơ bản và rất là dễ dàng để chúng ta có thể thao tác. Ngoài ra ta có thể truy cập vào app. Đó, truy cập vào các cái app Spotify. Sau khi chúng ta tải về thì nó sẽ nằm ở dưới này. Đó, rất là tiện lợi đúng không ạ? Cài đặt, chọn ngôn ngữ tiếng Việt nếu chúng ta thích ở trên này. Đó, rất là nhiều những cái tính năng mà chúng ta có thể tiếp cận ở trên Eversolo. Em có thời gian để em sẽ làm cho mọi người cụ thể từng tính năng một. Bây giờ thì nếu mọi người quan tâm thì sẽ vì một số những cái chính sách về thị trường Việt Nam nên là rất tiếc là em chưa thể công bố giá cụ thể cho mọi người. Nhưng em Hoàng sẽ cam kết là khi mọi người liên hệ cho em thì giá của chúng ta sẽ tốt nhất tại thị trường Việt Nam này. Và mọi người có thể là tham khảo các bên khác thoải mái. Nếu chúng ta thấy chính sách hậu mãi về giá, hậu mãi về các cái phụ kiện đi kèm hay là các cái chính sách cóp nhạc miễn phí bên em cảm thấy đó phù hợp thì mọi người có thể ủng hộ em Hoàng mọi người nhé. Đấy, đây là sản phẩm Eversolo DMB-A6 Master. Đó, và rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video clip này của em. Và cũng cảm ơn anh khách đã, mặc dù là ở nước ngoài, nhưng vẫn rất là nhiệt tình ủng hộ Bảo Tín Audio. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.